Dạ chào chị. Dạ, chào anh ạ. Chị có thể giới thiệu chị tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Lệ Thanh ạ. Chị Thanh là quê ở đâu đây? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Hôm nay chị Thanh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đấy? Dạ, giúp mấy nhờ mấy anh nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp em tìm con gái tên là Trịnh Thanh Thảo ạ. Sinh năm 2006 ạ. 18 tuổi. Dạ. Con gái nhà mình đi đâu đây mà tìm đây chị? Dạ, con gái của em có một thanh niên lạ vô rủ đi chở đi từ ngày trưa 9 tháng 11 cho tới nay chưa thấy về. Ôi trời đất ơi, thanh niên lạ. Dạ, cả nhà không ai biết mặt người đó hết luôn. Tụi em đã nhờ hết cam tất cả luôn mà cũng không thấy mặt được luôn anh ạ. Sự việc này mình trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ rồi. Báo rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy là con chị là được một thanh niên lạ mặt vào chợ là hôm mùng 9 Dạ. tháng 11. Dạ Vậy đúng là ạ. hôm nay là được cả 5 ngày rồi hả chị? Dạ đúng ạ. Tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ đúng. Con chị là Hà sinh 2016 hả? À 2006 ạ. 2006, Dạ. 18 tuổi rồi. Dạ. Bé có được bình thường không chị? Dạ bé nó bị thiểu năng trí tuệ anh. Tại em nhìn thấy cái khuôn mặt đó em cũng nghi nghi mà em không dám Dạ. hỏi. Dạ nó bị thiểu năng trí tuệ. Vậy là bé không được bình thường. Bé bị Dạ. cái đó là từ lúc sinh ra hay như thế nào? Dạ đến khi lớn là mới tầm 1 tuổi vô lớp 1 rồi đấy. Tuổi vô lớp 1 mới phát hiện là cháu bị thiểu năng trí Vậy là tuệ. 6 tuổi mới biết hả? Dạ. Lúc nhỏ thì cháu vẫn như bình Bé thường. hiện tại còn đi học à, 18 tuổi đi học xong rồi Dạ, đúng không ạ? mới vừa học xong luôn anh. Mới học xong luôn ạ. Dạ. Học học đại học hay học lớp 12? Dạ mới vừa học lớp 12 xong. Dạ. Vậy là bé trước giờ học tập là cái học hành của bé tốt không? Dạ không, nói chung là chỉ cho cháu học để có cái bằng cấp 3 để cháu đi làm thôi. Và có kiến thức đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà có bị ở lại lớp không chị? Dạ không. Ôi rồi vậy là bé cũng giỏi mà. Dạ không, được cái là các trường được học được các trường ưu tiên cho những bé bị thiểu năng. À Dạ. dạ. Bé có ngoan không chị? Dạ cũng ngoan hiền. Cả Ngo nhà biết bị như vậy cho nên không cho tiếp xúc với ai hết. dạ. Dạ. Vậy là bé cái thời gian này bé ở nhà bé làm công việc gì? Dạ phụ nội làm việc nhà. Vậy là nội trợ hay gì chị? Dạ nội trợ giống như quét nhà, lau nhà, nấu cơm rồi. Bé có hay đi chơi không? Dạ không, không bao giờ chị dám cho ra khỏi nhà tại vì bé bị thiểu năng cho ra khỏi Bé nhà có rất là bạn bè sợ. đông không? Dạ không. Bé có xài điện thoại không? Dạ có xài điện thoại nhưng mà chỉ xài được Facebook thôi, không có Đó. sim, không Zalo gì hết. Bạn bè ở đó đó chị. Dạ. Bạn bè ở trên Facebook ấy. Vậy em mới sợ anh, nên Nhưng em mới qua nhờ các anh bên hiệp sĩ Nguyễn Thanh mà mình Hải cho giúp. con chơi trang mạng xã hội như vậy mình có kiểm tra được không? Dạ con nói chung là tụi em cũng hạn chế bạn bè. Sao biết bé bị thiểu năng mà mình còn cho chơi Facebook làm gì? Mình cho ví dụ như xem YouTube. Mình cho xem giải trí được rồi. Dạ chủ yếu dùng Facebook là để cho nó chơi game á. Game gì trên Facebook? Facebook làm gì có Dạ. game gì? Thế là thấy nó chơi game, con nói chung là thấy nó chơi game nhiều hơn. Game thì mình tải từ ứng dụng về chứ đâu phải là game trên Facebook Thế đâu. là cho nên là giờ cái đụng cái nó bị dụng cái nó đi cho cả nhà chứng hửng Trời đất ơi, vậy là thanh niên luôn. kia là quen trên mạng rồi. Dạ. Mình chưa từng gặp mặt thanh niên đấy lần Dạ nào. chưa luôn, cả nhà chưa Hôm ai đấy gặp vào hết. vào đón đi là buổi trưa hả chị? Dạ lúc mà đi á, là dặn hẹn con này ra ngoài đầu đường luôn, đầu ngõ luôn anh. Đầu ngõ luôn xong là chở con này là 10 phút sau cả nhà đi tìm mà cũng không thấy, mất tích luôn anh. Mình có biết được cái xe thanh niên nó đi xe gì, màu gì, biển số bao nhiêu không? Dạ biển số tụi em không thấy được. Xe màu gì, xe Dạ gì? đi chiếc ẹt màu xanh lá, màu xanh cái màu giống như xanh ngọc vậy đó anh. Dạ. Con nhà mình đi là có mang theo thứ gì đi không? Dạ không, mặc bộ đồ trên người anh à. Một Trời bộ đất đồ. ơi, đã khờ rồi mà quen trên mạng mà đi lần này 5 ngày trời rồi chưa có tin tức gì luôn hả Dạ chị? chưa. Mình đi tìm những nơi nào rồi? Tụi em cũng nhờ hả chứ những cái anh công an á thì chỉ cho những địa điểm nào thì tụi em chạy qua đó xin cái cam để xin biển số nhưng mà tới giờ tụi em chưa xin được. Tức là cơ quan chức năng là vào cuộc giúp đỡ gia Dạ đình nhà đúng mình không? rồi đúng không Dạ. ạ? Chị đang lo sợ điều gì đấy? Em đang sợ là nó sẽ đi bán con bé đi qua bên nước khác tại con bé nó khờ quá nó không biết được về. Trước giờ bé có từng bỏ đi như vậy lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hề luôn anh. Bé có làm bé vẫn làm được công việc nhà đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Là chỉ có ở trong nhà thôi, không có đi ra ngoài đường. Dạ đúng. Nhưng mà chơi điện thoại rất nhiều. Dạ Bởi vì cái vậy. thời gian rảnh nhiều. Dạ. Cha mẹ có hay tâm sự với con không? Dạ ba thì cha mẹ bỏ nhau mà. Ô, Dạ. là anh chị là thôi nhau rồi á? Dạ, tụi em thôi nhau 10 năm nay rồi. Nhưng là bé ở với ai? Dạ, con em nó ở với bà nội.
Em cũng ở gần đó, em cũng quan tâm tụi nó. Có chạy qua chạy lại không? Dạ có. Bởi vậy là khi nó có chuyện là em dẹp hết để đi tìm. Trời đất ơi. Em chỉ cầu mong các anh giúp em tìm được nó. Anh em sẽ giúp và giúp hết sức có thể và giúp chị hoàn toàn miễn phí, chị cứ yên tâm. Dạ. Em biết được cái tâm lý của bậc làm cha làm mẹ. Khi về đây nhờ anh em thì tâm lý đều như nhau hết. Đều lo sợ con mình đi ra ngoài sẽ gặp điều không hay và mong muốn con mình về một ngày gần nhất và sớm nhất. Em hiểu mà, em biết được cái cảm giác đó nha. Chị bình tĩnh nha. Chị trị được mấy người con? Dạ, em có ba đứa. Bé này là con thứ mấy chị? Dạ, bé này là bé giữa. Các bé sau bình thường không ạ? Dạ, bé sau cùng là em lấy chồng khác á, thì nó bình thường. Còn bé bé trước? Dạ, bé trước cũng bình thường. Khổ nhỉ, bé giờ bé khổ thật đấy chứ. Bây giờ khờ dại đi ra đường mà quen biết thanh niên trên mạng gì, nó dụ dỗ, nó nói gì nghe nấy này. Dạ đó. Nó nói những lời ngon ngọt đấy. Bởi vì bé là chưa có từng va chạm. Dạ. Bé chỉ ngoài việc học cho chỉ có ăn với ở nhà thôi. Dạ. Chưa tiếp xúc, chưa va chạm và chưa biết được. Dạ. Thật sự rất khổ. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con của chị đi. Chị gọi con chị về đi trên video này này. Bé My ơi, con mà thấy mẹ trên cái video này, con liên hệ về với mẹ liền nha My. Không là hả, mẹ không sống nổi đâu con ơi. Từ bữa giờ là mẹ đi tìm con hả, giống như chờ tìm trong vô vọng vậy đó. Hôm nay là mẹ nhờ bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tin lên. Con mà đọc được tin của mẹ, con hãy liên hệ về nhà liền nha My. Chị lo sợ rất nhiều điều đúng không? Dạ đúng. Ông xã chị có đi tìm con chưa? Dạ có. Ông cứ đi chạy chạy vậy chứ. Ông nói chung là tìm đại vậy chứ. Tìm trong cái kiến thức làm mình cứ đi tìm đại thôi chứ không biết tìm được hay không á. Thì đúng rồi, bây giờ thậm chí là con chị có thể ở trong nhà mà mình đi ngoài đường sao mình tìm được. Yeah. Nhưng mà bậc làm cha làm mẹ là mình sao mà mình ở yên được, phải đi tìm. Dù cho là thấy hay không cũng phải đi tìm. Tâm lý chung mà chị. Khổ, giờ nội chắc ở nhà chắc nhớ lắm, nội lo lắm. Dạ, từ bữa tới giờ bà nội bỏ ăn luôn, ngay cả em cũng không ăn uống nổi thì làm sao bà nội ăn uống gì được. Bà nội nằm một chỗ luôn rồi. Bây giờ con nghe mẹ nói nha, con mà đọc được cái là video này đó là con gọi điện về liền, bà nội sắp sửa chết rồi đó, nghe mà nói chưa, bà nội sắp sửa chết rồi, bà không ăn không uống gì hết, ngay cả mẹ con không ăn uống nổi thì lấy sao bà ăn uống nổi hả con? Con gái, nếu mà con có thấy được video này, thấy mẹ của con về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Bởi vì hiện nay là con mà bị một cái bệnh thiểu năng như vậy, mà con quen biết trên mạng, con đi ra bên ngoài, con chưa biết được cái thanh niên kia như thế nào, mà con bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ bà nội, con đi theo người ta. Lỡ như cái người ta không tốt, người ta đưa con đi những cái chỗ mà không lành mạnh, hoặc là người ta lừa, người ta bắt ép con làm những cái công việc để người ta kiếm tiền, thì lúc đó con kêu ai đây? Nên con gái xem được video này, con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về. Nếu tới giờ phút này mà con gái theo cái thanh niên đó, mà thanh niên đó khống chế không cho con về, thì con phải thật bình tĩnh, con cố gắng lên, con tìm đủ mọi cách, con gọi về. Thứ nhất là con gọi về số của các chú các bác công an là 113, sau đó là con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú ngay lập tức có mặt kịp thời để giúp con quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem video này chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Và nếu cô chú anh chị nào có thấy bé gái như trong hình ở đâu, thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em theo số điện thoại. Em đọc lại một lần nữa là 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái. Yeah. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Dạ đồng ý. Dạ, em chúc cho chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái chị sẽ quay trở về trong ngày hôm nay nhé. Dạ dạ em cứ. Dạ chào anh. Anh có thể giới thiệu anh tên gì? Tôi tên Đàm Ngọc Thái. Anh Thái? Dạ. Anh Thái là quê ở đâu đây anh? Quê ở Bình Thuận. Dạ. Hôm nay anh vào Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây anh trai? Hôm nay vào Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ Hải giúp đỡ đi tìm con. Tìm con gái hả anh? Tìm con gái. Con gái anh họ tên đầy đủ là gì? Con gái tên Đàm Ngọc Thanh Hòn. Đàm Thị Ngọc Như Anh. Đàm Thị Ngọc, Ngọc Như Anh. Bé nhiêu tuổi rồi anh trai? Bé mà hơn 18 tuổi. Vậy là trên 18 tuổi rồi đúng không? Sao con nhà mình phải đi tìm đấy anh?
Hôm trước là cháu đi xin đi sinh nhật bạn là ngày 12, trưa 12 giờ trưa ngày 12 tháng 11. Dạ. Đi miết tới bây giờ là chưa thấy cháu về. Vậy là 2 hôm rồi hả anh trai? 2 ngày 2 đêm đây rồi. Đi sinh nhật lấy sinh nhật ở đâu ạ? Đi sinh nhật bạn ở Long An. Nhà mình là quê ở Bình Thuận. Quê ở Bình Thuận vào thành phố sống À. 4 năm đây. Vậy là nguyên gia đình nhà mình ha anh Riêng gia đình mình ha? Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn đúng không là ạ? Sài Ở Gòn quận mấy anh? ở Hóc Môn. Hóc Môn. Vậy là hôm hôm 12 ấy là con gái đi sinh nhật ở Long An. Đi xin mẹ đi sinh nhật bạn ở Long An. Tức là đi đi về Long An sinh nhật đúng không? Ăn sinh nhật đúng không anh? Đúng rồi, Bạn trai hay bạn gái anh? bạn gái Ồ, bạn gái hả? Quen biết dưới Long An luôn hả anh? tại quen biết là làm trong công ty may, Làm cùng công ty. làm chung cùng công ty. Nhưng mà bạn đó tổ chức tại quê nhà. Nghe cháu nó xin như vậy thôi, nhưng mà điện thoại về gia đình của bạn đó nói là không có tổ chức sinh nhật, cũng không gặp bạn đó xuống đây. Vậy là con nhà mình sao lại nói dối như vậy làm gì? Cũng không biết lý do sao nữa. Mấy lúc trước là nghe cháu cũng kêu là để cháu đi xin xin công chuyện làm ở ngoài, đi giới thiệu sản phẩm gì đó. Làm công việc ở ngoài hả anh? Là ở nhà không cho, cũng nói cháu này nọ đồ, rồi sợ cháu nó lường gạt. Bữa đây là không là cháu nó đi xin đi sinh nhật, Vậy đó là cái lý do là thôi đúng lý do không? đó Cái nên cớ cháu đi thôi. luôn. Bây giờ không biết là cháu nó đi đi ở đâu. Con nhà mình là làm công việc là làm công ty đã lâu chưa anh? Làm công ty đó mấy năm rồi, rồi cháu nó nghỉ rồi ra làm may riêng, may tư nhân Dạ. Làm may được lâu chưa? 4 năm đây rồi. 4 năm. Công việc có cực khổ không anh? Thì may ăn sản phẩm rồi thôi, thì lương cũng có lúc rồi 6-7 triệu tháng gì đó. Rồi cháu nó coi trên mạng sau đó là rồi xin ra ngoài làm đi giới thiệu sản phẩm xà bông gì đó Giới thiệu sản phẩm hả? ở nhà không cho đi, Cái thời điểm sinh ra ngoài giới thiệu sản phẩm đã lâu cho anh trai. cũng gần cả tháng đây rồi. Gần cả tháng trời. Con gái nhà mình có bạn trai chưa anh? Cách 2 năm trước rồi cháu nó có làm cùng trong công ty may á, là Dạ. cháu nó có quen bạn đó, rồi cháu nó là không quen nữa. Nếu tới bây giờ là ở nhà không biết là cháu có quen bạn trai hay không rồi cũng không biết. Cái tấm hình mà trên tay anh đang cầm á là tấm hình này lâu chưa anh trai? Tấm hình này là cháu nó mới chụp rồi cháu nó để làm một cái mặt trong Facebook của cháu nó Là mới đây hay lâu mới rồi? đây. Hiện tại cái lúc bỏ đi là con anh tóc tai có như vậy không? Cũng như vậy Như vậy ha, thời trang theo mốt đúng không ạ? trên đúng rồi Con gái nhà mình có thích làm đẹp không? Thích trưng diện không? không Không thích trưng diện. Tính tình của con gái anh như thế nào? thì cháu nó cũng ở nhà thì cháu nó cũng hiền lắm, chứ nó kiểu Ngoan không giữ anh? ẩn ngon Ngoan lẫn ngoan hiền lắm ạ. ngon hiền, ở À. xóm làng cũng thương cháu nó. Vậy là gần 1 tháng về trước là về có bàn với gia đình là muốn ra ngoài bán giới thiệu sản phẩm. Anh có hỏi kỹ không là mình bán sản phẩm gì và làm cái đó là những hình thức như thế nào? Đi đi làm về là nghe mẹ nó nói lại thôi, rồi ở nhà rồi cũng nói con nó là có thể là người ta lường gạt đồ nên con đừng có đi, rồi ở nhà có nhiêu ăn nhiêu. Và lúc đó là cũng nghe cũng không thấy cháu nó động tĩnh gì nên Dạ. thấy cũng im. Vậy là bé đó là bé tìm tìm trên mạng. Đúng rồi, Anh có hiểu gì về cái giới thiệu sản phẩm không? không chỉ là nghe cháu nó nói vậy thôi Tức không là có mình cũng biết. cũng sợ lừa đảo đúng không ạ? Đúng Anh rồi, sợ vậy là tốt đấy. Vậy là con nhà mình đi, bây giờ gia đình đang nghi ngờ là có thể đi theo những người đó và đặc biệt là làm cái công việc là giới thiệu sản phẩm. Giới thiệu sản phẩm thì nó rất là nhiều ngành nghề. Nhưng anh em rất sợ sợ rằng có thể là bị rủ dê lôi kéo vào bán đa cấp ạ. Anh có biết đa cấp không? thì cũng nghe trên mạng nói là đi bán chỗ có đội đi buôn giới thiệu đi buôn người đồ, nghe nói thôi chứ không có biết rõ về tình hình đó. Con gái nhà mình làm về kinh tế tiền bạc là có đưa hết cho ba mẹ không anh? Đưa hết cho ba mẹ, Có hay đi chơi không?
Không có hay đi chơi, có lúc bạn điện lên rủ đi chơi thì xin mẹ 100.000 rồi đi với bạn rồi xong về thôi chứ không có đi ở lâu. Trước giờ con gái nhà mình đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa anh? Không bao giờ. Bé, tính cách của bé là nói nhiều hay nói ít, sâu lắng hay là sôi nổi? Sâu lắm. Sâu lắng, ít nói. Ít nói. Thường thường là bé hay về tâm sự với ba hay là với mẹ? Cũng không tâm sự rồi về nhà hỡi lần đi làm về nhà là cười giỡn cả nhà vậy thôi chứ không có bao giờ mà tâm sự có chuyện riêng tư gì hết. Anh được mấy người con? Được 2 người, một trai một gái. Em này là con thứ mấy đây? Con thứ hai Lớn hả anh? 18 tuổi. Không, ý là con đầu hay là Con thứ hai út. Út. Dạ, bởi vì là phong tục từ vùng miền Hai thì ba đến nhà thứ hai thứ ba. ở thường thường ở trong miền Tây á thì gọi là chị hai anh hai, thường thường là gọi là con lớn con cả. Còn ở vùng miền từ miền Trung đổ ra thì lại hai là thứ hai mà đầu là thứ đầu. Dạ. Vậy là trong quá trình đi như vậy là con gái mình mang theo những thứ gì đi anh? Lúc mà cháu đi cháu nói là cháu đi sinh nhật là lúc 11 giờ trưa là cháu nó đi làm về. Mẹ có hỏi là sao bữa đi về sớm, cháu nó nói là hết hàng thì chủ cho về sớm. Dạ. Cho con đi sinh nhật với bạn là cháu chỉ là thay cái áo khoác màu đen, cái áo sơ mi màu đen, Dạ. mặc cái quần jean đen, lấy cái áo khoác màu đen, mang đôi giày trắng và một cái giỏ nữ trang màu đen. Thôi Có quần áo, mang theo quần áo không ạ? không có gì Có hết, tiền bạc không anh? cháu nó xin 100.000 để đặt Grab đi sinh nhật thôi. Có trên người có nữ trang gì không ạ? Trên người của cháu là không có nữ trang, chỉ có đôi bông từ bé tới giờ thôi, Có mang theo giấy tờ tùy thân không? Căn cước không anh? có mang theo giấy căn cước Và điện thoại. và điện thoại. Hiện tại bây giờ gia đình nhà mình có liên hệ được cho em đó không? Điện thoại hiện bây giờ là gia đình không liên lạc được với cháu, nhưng mà chỉ có cái tin nhắn từ người lạ gửi về thôi, Nhanh sao anh? nhắn mấy cái nội dung là lúc đầu cháu nói là thiếu tiền xe 1,5 triệu, hiện giờ là ở Tây Ninh, là gửi cho 2 triệu là cái chú tài xế đó chở về Giờ mình có gửi không? bên nhà cũng lưỡng lự này nọ rồi cũng nhắn tin đồ, nhưng mà cái lời nhắn tin đó là không phải của cháu nó, mà nhắn tin là do cái người khác lấy điện thoại của cháu nó nhắn tin, tự giả tạo cháu nó nhắn tin rồi Dạ. thôi chứ không phải cái lời nhắn đó là của cháu viết. Dạ, vậy là nhà mình không có gửi đúng không ạ? Rồi sáng sớm là cũng xúi giục lắm, mẹ nóng lòng là gửi cho cũng nói là gửi xin cái số tài khoản và số điện thoại của tài xế đó, cũng người cũng cho cái tài khoản về là cũng gửi 2 triệu, Trời đất gửi ơi. 2 triệu rồi sau này cứ nhắn tin vòng vòng là đòi thêm là 10 triệu nữa, ở nhà không có gửi mới điện thoại Tức là người đó là lấy đúng cái số của con mình nhắn về hay như thế nào? người đó lấy điện thoại lấy Messenger của con gái nhắn về chứ không có dùng số điện thoại của con gái Nhưng mà về. sao nhà mình chuyển chi à? Mẹ nóng ruột ở nhà là cấm cản là không cho chuyển, mẹ nóng ruột quá là kêu thôi chuyển 2 triệu đi rồi coi thử sao, rồi từ từ người ta là đòi thêm 10 triệu nữa. Người ta có chặn số chưa? Bây giờ là cũng nhờ người ta bày điểm này nọ đồ đó nên cứ liên lạc là nhắn tin thôi, mà người ta nhắn là xin tiền đòi tiền thôi chứ không có bằng cái lời Gia đình nhắn. nhà mình có đăng thông tin gì lên mạng xã hội không? Có cung cấp số điện thoại cá nhân lên không? Không, hiện bây giờ là gia đình là không có cái gì hết, bây Ý giờ là từ là lúc con đi tới giờ gia đình nhà mình có đăng lên trang mạng xã hội để tìm con về không? không có, Chưa có đúng chỉ lúc đầu mà mắc từ lúc 11 giờ mà biết tới 9 giờ đêm là cái tình hình vậy là có xuống báo công an không? khu Dạ. vực rồi xong thấy không có ổn mới chi lên mạng tìm hiệp sĩ Dạ. Hải để cho hiệp sĩ Hải trợ giúp được phần nào thì mình đi tiếp phần đó thôi. Theo như anh, lần này con nhà mình đi, anh đang sợ nhất điều gì, đang nghi ngờ điều gì đây? Thì em cũng sợ nhất là cháu nó đi cái kiểu mà đi tìm công việc làm trên mạng bị người ta lừa bắt ăn thôi. Dạ.
Phần trăm nó rất cao anh ạ. Dạ, phần trăm nó rất là cao. Có thể tới giờ phút này con nhà mình đã bị sập bẫy rồi nha. Dạ. Phần trăm rất cao. Hình thức có thể là bị, thứ nhất là một là bị bạn bè xấu, hoặc là quen biết những cái người trên mạng xã hội, người ta dụ dỗ cám dỗ đi, và hiện tại người ta khống chế chẳng hạn vậy, người ta bắt ép làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Có thể tới giờ phút này là con mình không cầm được điện thoại nữa. Được rồi. Giả sử có cầm được thì khi mà liên hệ với gia đình á thì phải có người sau lưng điều khiển. Những cái vụ việc vừa rồi mà kêu gia đình nhà mình chuyển tiền á, là có thể là thứ nhất, một là người ta hack được cái Facebook của con anh. Nhưng mà đúng cái lúc con anh bỏ đi mà như vậy thì cái trường hợp hack thì không phải, có thể là bị sập bẫy và những cái đối tượng đó đang cầm cái điện thoại của con anh. Đúng. Để mà đánh đúng vào cái tâm lý của gia đình, cần tìm con để mà bắt ép gia đình chuyển tiền. Nhưng mà nhà mình có chuyển cho bọn chúng thì chuyển là mất à. Đúng rồi, thì cũng nghe người lớn người ta cũng nói như vậy. Nên là không kêu nhắn tin là kêu là cho gặp giọng nói con tôi bao nhiêu cũng gửi, nhưng mà họ là không cho nghe giọng nói. Cứ nhắn tin là đòi tiền thôi. Nó có hăm dọa gì gia đình mình không? Lúc nó hăm dọa là ngày 13 là nó kêu là chuyển cho nó 10 triệu, là nó nói là, lúc đầu là chuyển 2 triệu, nó nói là cái 2 triệu này là tiền trả tiền xe. Nói đòi thêm là tiền ăn, tiền nhà nghỉ, rồi cái tiền mà một ngày nó bỏ công gia nó giữ con anh chị, nó không tiếp khách được một ngày đó. Không tiếp khách hả? Không tiếp khách, là nó đòi 10 triệu, nếu trong vòng từ đây tới 12 giờ trưa mà không trả, không gửi, thì hiệu quả gia đình tính sao? À, tức là nó đe dọa. Nó đe dọa như vậy trong cái lời tin nhắn của nó. Sao anh gia đình nhà mình không bảo bây giờ anh ở đâu đi, con gái tôi ở đâu, tôi tới đó thì tôi đưa 10 triệu cho anh. Ở nhà có nhắn lại nói là anh cho địa chỉ, tôi đi mượn tiền. Anh cho tôi nghe giọng nói của con tôi, anh cho địa chỉ tôi cầm tiền tới gửi cho anh. Nhưng họ không chịu, là kêu là cứ gửi vào tài khoản trước. Ủa là nhắn tin thôi chứ không có gọi điện hả? Cứ nhắn tin thôi, không cho nghe bất cứ gì hết, cứ người đó nhắn tin thôi. Nó lừa mà, nó lừa đấy. Thì bất cứ cái gì kêu là cho nghe giọng nói đi, rồi tôi bao nhiêu tôi cũng gửi. Không bao giờ là cho nghe giọng nói, cứ đòi là gửi tiền trước rồi nghe giọng nói sau thôi. Nó lừa, vậy là con nhà anh tới giờ phút này là gặp nhiều cái chuyện bên ngoài rồi. Bữa giờ gia đình nhà mình có đi tìm ở đâu không anh? Hỏi tất cả các bạn bè chưa anh? Bạn bè của con mình á. Chỉ biết là nó có hai đứa bạn gái thôi, là điện hỏi thăm là nói là không gặp. Hỏi xem là thời gian gần đây con nhà mình có chia sẻ với bạn bè không, rằng là muốn đi đâu đó hoặc là đi làm việc ở đâu đó không, để mình biết rõ cái thông tin, cái hướng để mình dễ đi tìm hơn. Giờ là khổ rồi nè. Thì ít nhiên rồi cũng không có biết cái số điện thoại của hai đứa bạn nữa. Chỉ là đi tìm được cái số điện thoại của mẹ người bạn đó là đi sinh nhật thôi. Anh nói là bữa đó là không có xuống, ở nhà cũng không tổ chức sinh nhật. Cái này là có thể là bé nó tạo ra một cái cớ, một cái lý do để dối cha dối mẹ để bỏ nhà đi thôi. Bé có thể bé nghe theo cái lời sắp xếp của bạn bè, hoặc là thậm chí những cái đối tượng đó họ lên kế hoạch với con nhà mình, họ tạo dựng bịa ra một cái chuyện mà đi sinh nhật anh ạ, để mà đi. Đó là cái điều thật sự đáng tiếc. Cái này là bây giờ là phức tạp rồi anh ơi. Thật sự rất khổ trong cái thời gian vừa qua, rất nhiều cái trường hợp, cái tình trạng mà các thiếu nữ cũng như các em gái, các em trai, rồi các anh, các chị bỏ nhà đi rất nhiều. Và đặc biệt cái nguyên nhân chính là cứ chơi mạng điện thoại rồi gặp những cái thành phần ối rồi ôi ở trên mạng xã hội, người ta dụ dỗ lôi kéo đi. Con nhà mình sau khi mà xin phép ba mẹ và được ba mẹ nói là không cho đi và lừa và bảo là đó là lừa đảo, đúng không ạ? Có bao giờ mà bé nói thêm lần nữa không? Bé không bao giờ nhắc tới nữa. Mình có nghe gọi điện nghe ngóng được cái tình hình gì của bé không? Không có nghe ngóng. Tức là có nghe bé nói chuyện với người khác trên điện thoại là công việc này công việc kia không? Bên em cũng không có giỏi chuyện đó, chỉ là đi làm về tối ngày là nghe mẹ con nói chuyện ba lo thôi, chứ không bao giờ mà nói. Trước khi mà con nhà mình bỏ đi, con nhà mình có dấu hiệu gì bất thường không anh? Không, cũng bình thường. Bình thường đi hả? Làm sáng đi trưa 11 giờ giữ giờ 1 giờ đi tiếp tới 5 giờ giờ ngày nắm như ngày nấy, bình thường như vậy. Cái thời gian gần đây anh chị có la dày gì con mình không? Không bao giờ la dày con cả. Gia đình nhà mình có chuyện gì không?
Không, gia đình không có chuyện gì. Kinh tế tiền bạc có đủ để chi tiêu ăn uống trong gia đình không anh? Kinh tế thì nó còn eo hẹp. Eo hẹp hả? Eo hẹp. Nhưng mà có đủ để ăn uống chi tiêu sinh hoạt hàng ngày không? Đủ. Gia đình là có một số cái đồ dùng để sinh hoạt gia đình có được đủ không anh? Chẳng hạn như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh này kia có không? Cái đó thì ở nhà đầy đủ, tại vì ở lúc ở bơi á, dạ, thì cũng kẹp tiền này nọ, cũng bén nhà. Rồi vô Sài Gòn sống là cái đồ trang bị vô đó là ở quê trở đi vô đây luôn. Tức là đầy đủ đúng không ạ? Em gái ở quê là gửi vô đây nên cũng đầy đủ qua tiện nghi đó. Chỉ có mình có nhà trong Sài Gòn chưa? Ở trọ. Ở trọ đúng không ạ? Em ở trọ. Theo như anh, con nhà mình, cái tính tình của con nhà mình á, là cầu tín hay là cầu toàn? Nó muốn vươn lên không? Nó muốn làm giàu hoặc là nó muốn thay đổi số phận, hoặc là nó muốn kiếm nhiều tiền gì không? Theo như anh quan sát, theo như tôi nghĩ là cháu nó cũng muốn kiếm tiền nhiều để đúng không? Giúp đỡ cho gia đình, thấy có mình vui. Anh là làm công việc gì anh trai? Thợ hồ. Còn bà xã anh? Bà xã bà bệnh, bà bị ung thư tuyến giáp cổ. Dạ. Nên phải ở nhà rồi. Vậy là vợ anh là bệnh. Còn con đầu của anh là trai hay gái? Thằng trai ở nhà, nó đi nghỉ vụ về mấy 2 năm đây, giờ nó cũng theo cha đi phụ hồ luôn. Đi phụ hồ. Vậy là hai cha con đi phụ hồ và con gái của anh thì đi làm may tư nhân. Đi làm may. Phụ hồ, nếu mà phụ hồ bình thường thì ngày chắc được 400-500 anh ha. Thì tính ra thì hai cha con một ngày lương bây giờ cũng gần 1 triệu, nhưng mà xe chở thiếu nợ nần ta rồi đó, mình cũng vẫn nợ nần anh. Dạ. Ý là nhà mình vẫn có nợ nần hả? Dạ, nhà mình vẫn có nợ nần. Nhưng mà nợ nần là cái chuyện gì, nợ lâu chưa, nợ như thế nào? Thì không rõ, thì ăn mình cứ đi làm sáng đi chiều về thôi thì bây không, ý là gia đình nhà mình nợ là nợ cái chuyện gì mà nợ? Thôi khó chia sẻ thì thôi. Chịu. Tại vì không, sao không, em lại hỏi vậy? Anh biết vì sao mà em lại hỏi vậy không? Không. Cái này không phải là em đi sâu vào quyền riêng tư của gia đình nhà mình đâu, mà em muốn biết để em xem cái định hướng của con gái nhà mình như thế nào. Yeah. Có thể là con gái nhà mình thấy thứ nhất là mẹ bây giờ hiện tại đang bệnh tình như vậy, gia đình điều kiện khó khăn. Đúng rồi. Nên mà con gái nó linh mạng, nó tìm việc làm, nó muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Đó. Chứ em không có cái ý gì khác. Thì yeah, anh cũng nghĩ như vậy đó. Dạ, yeah. Em đang sợ, rất sợ điều đó. Nhưng mà tới giờ phút này có khả năng là con gái nhà mình bị sập bẫy rồi. Nếu mà trường hợp mà xui rồi mà bị sập bẫy việc nhẹ lương cao mà đưa qua cam một cái một thì thôi rồi. Anh ạ, rất sợ. Anh hãy nói một cái điều gì đó trên video này gửi tới con gái. Hy vọng con gái xem được video này đang ở đâu đó, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu tới giờ phút này mà bị thật sự bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, hay là bị lừa để mà đưa vào làm việc những nơi trá hình, những công việc không lành mạnh, thì cũng phải gọi điện báo tin về cho gia đình, để gia đình có cách có hướng để mà giúp con anh sớm quay trở về. Anh tâm sự nói chuyện với con anh đi. Anh rất là thương con hả? Nói, anh nói không được. Nói đi con ơi, ở đâu về với cha mẹ đi. Hoặc là đang gặp cái sự cố gì gọi điện về cho cha mẹ, để cha mẹ có cách có hướng để mà giúp con về. Cố lên anh. Nghẹn lòng này. Cô chú anh chị ơi, rất khổ. Hầu hết như những video nào mà tìm người thân, đặc biệt là tìm con đó cô chú anh chị, em đều bỏ ra có thể là vài phút để em chia sẻ về cái sự việc mà hiện nay tình trạng các thanh thiếu niên bỏ nhà đi rất nhiều, và nguyên nhân chính là chơi điện thoại, rồi là bị sập bẫy nghe những cái lời cám dỗ ngon ngọt của những cái đối tượng dụ dỗ để mà bỏ nhà đi. Thì em rất mong rằng video này tiếp tục em lại chia sẻ để cho tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ hiện nay mà có con em mình cái tình trạng mà đang muốn thay đổi công việc hoặc là có ý định lên mạng để tìm việc làm, thì tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy cảnh báo chia sẻ cho con em mình để tránh trường hợp con em mình sập bẫy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà những cái công việc ngon thì không tới lượt mình đâu cô chú anh chị ơi, không tới lượt mình đâu. Việc nhẹ lương cao làm gì có. Bây giờ học hành đại học ra trường kia làm tháng có 10 mấy triệu kiểu cô chú anh chị, mà đặc biệt là có những bạn mà sinh viên hoặc là những bạn học xong đại học ra thậm chí còn chưa có việc làm, còn làm việc 5-6 triệu, 6-7 triệu, đó là cái điều bình thường. Nên mà mong rằng tất cả các bạn trẻ
Thứ nhất là các bạn mà đang làm công nhân công ty mình đang làm ổn định thì mình cứ tiếp tục duy trì mình làm, đừng có nghe ngóng hoặc là mình đừng có lướt trên mạng xã hội mình thấy một cái công việc nào đó béo bở ngon ăn tháng 20-30 triệu. Không có đâu các bạn ơi, hoàn toàn không có đâu. Nếu mà ngon á, mà nhiều tiền á, làm gì tới lượt mình. Và cái điều đặc biệt mình phải nhìn nhận lại bản thân mình xem là thứ nhất là cái năng lực, cái trình độ, cái học vấn tới đâu. Nhiều bạn mà học lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 mà các bạn cứ mơ tưởng làm tháng 3, 40 triệu ở đâu ra, làm gì có. Nhưng mà các bạn phải hết sức là các bạn phải lưu ý là phải tỉnh táo, phải cảnh giác, đừng để sập bẫy. Sập bẫy rồi là khổ lắm các bạn ơi. Thứ nhất là những bạn trẻ các bạn là khổ trước về bản thân các bạn, sau đó đến gia đình nhà các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn mà bị sập bẫy lừa qua cam rồi thì các bạn gia đình nhà các bạn bắt buộc phải có tiền thì mới cứu các bạn về, phải chuộc các bạn về được. Còn không có tiền thì làm sao bọn chúng thả các bạn ra? Đó là cái sự thật. Nhưng mà các bạn phải hết sức lưu ý tránh trường hợp là các bạn qua đấy rồi thì bị chèn, thứ nhất là bị bắt ép phải làm những công việc mà đó là những cái công việc lừa đảo luôn. Rồi là các bạn phải chịu, thậm chí các bạn không làm thì các bạn phải chịu những đòn roi nhiều thứ lắm. Nên mà mong rằng là các bạn trẻ hiện nay là phải hết sức tỉnh táo và lưu ý, và cũng mong rằng tất cả các bậc phụ huynh bậc làm cha làm mẹ hãy tuyên truyền cho con em mình. Mình không cần phải tuyên truyền nhiều, có thể là hàng ngày thì mình sau bữa cơm gia đình ngồi lại uống nước uống trà hoặc là ngồi lại trò chuyện với nhau mình chia sẻ vài phút. Để rồi mà nhiều bạn trẻ bây giờ mà cứ mê việc nhẹ lương cao lên mạng đi tìm kiếm công ăn việc làm thì sập bẫy khổ khổ vô cùng. Đó là cái điều thật sự đáng tiếc. Rất nhiều trang truyền thông báo chí chính thống tuyên truyền cũng như các anh chị YouTuber, TikToker đã tuyên truyền rất nhiều rồi mà cái trường hợp xảy ra ngày một càng 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 nhiều. Đó là cái điều thật sự đáng tiếc. Anh có điều nào anh muốn nhờ nhắn gửi nhờ vả tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp anh không, tìm con về không? Cũng nhờ cộng đồng mạng có tình cờ có clip này cũng giúp đỡ tìm con dùm cho em dần. Rồi con có hay biết rồi con bây giờ đây. Anh nghẹn lòng lắm đó, anh đang lo lắng rất nhiều. Vậy là hôm nay anh về đây cùng với ai? Đi với con trở đi. Vậy là hai cha con hôm nay phải nghỉ. Hay cho con phải Mấy bữa nghỉ. dài có đi làm không anh? Từ lúc ơi trắng tới giờ là nghỉ làm. Đâu có tinh thần đâu làm. Gia đình đang khó khăn bây giờ lại thêm khó khăn nữa đúng không ạ? Bỏ hết công ăn việc làm. Bây giờ là cha nghỉ, con nghỉ. Một ngày nó tính bình quân là 1 triệu đi. Rồi là chưa tính tới cái chuyện đi đường xá xa xôi. Hai cha con là phải chở chỗ này chỗ kia đi tìm con. Mệt mỏi từ tinh thần tới sức khỏe. Rồi bà xã đang trong cái lúc bệnh tình mà nghe cái tin này là thật sự suy sụp. Anh cố gắng, anh thứ nhất anh về anh động viên bà xã anh nhá. Anh cũng phải cố gắng lên, phải ăn uống đầy đủ. Cái chuyện gì tới nó là tới rồi. Anh về đây thì anh em sẽ có trách nhiệm để mà giúp anh. Hy vọng một người gần nhất sẽ tìm được con gái của anh về với gia đình. Em gái, nếu em xem được video này thấy ba của em về hôm nay với một cái trạng thái tinh thần bất ổn, về để nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng em đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Còn nếu tới giờ phút này thật sự mà em bị sập bẫy hoặc là em nghe theo lời bạn bè bị lôi kéo cám dỗ mà đang ở đâu đó mà thứ nhất là người ta không cho em về, thì em phải thật bình tĩnh, em gọi điện về cho các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh các chú có cách có hướng để mà giúp em quay trở về đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất nha em. Còn nếu mà em ham chơi ham vui theo bạn theo bè hoặc là em gặp một cái chuyện gì đó bên ngoài mà em chưa thể về được, hiện tại bây giờ em đang bình an thì em phải ngay lập tức em gọi điện báo tin về cho gia đình để gia đình yên tâm. Bởi vì cái tình trạng em mà cứ đi mà cứ như thế này thì cả gia đình em sẽ hoàn toàn suy sụp, và đặc biệt rằng là không có ai đủ tinh thần để mà đi làm việc. Bây giờ là kinh tế ngày một càng khó khăn mà cha rồi em trai à anh trai của em phải nghỉ làm. Mình trong đây là mình cũng không có nhà cửa thì mình ở trọ, mà ở trọ thì biết rồi. Mở mắt ra là phải chi tiêu tiền bạc rồi. Không đi làm là thua, đúng không anh? Trong này mà không đi làm là thua, bắt buộc phải đi làm mà bây giờ cứ nghỉ làm để đi tìm con như thế này thì thật sự đó là cái điều nhiều thứ. Rồi cái sự việc của anh thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp anh cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí.
Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với một cái mong muốn là tìm càng nhanh càng tốt để con gái sớm quay trở về. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái về không? Dạ, em xin đồng ý. Dạ, anh cố gắng nhé. Chúc anh cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất nhá. Anh em ở đây sẽ có trách nhiệm giúp anh. Thứ nhất là sẽ đăng tải video này nhanh nhất có thể. Thứ hai sẽ đi tìm kiếm cái thông tin của con gái của anh để hy vọng một ngày gần nhất gia đình nhà mình được đoàn tụ nhá. Và giúp đỡ anh cũng như gia đình là hoàn toàn miễn phí anh nhá. Xin phép chào anh, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì nếu cô chú anh chị trên cộng đồng mạng có thấy em gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin cũng như là giúp em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất. Em xin phép xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.